Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn công thức cắt một chiếc áo măng tô nữ. Ta có là ngực này 84 này, eo 68, bông 88, dài áo 100, vai 35, bắp tay 26 và hạ eo 37. Bình thường thì hạ eo 36 thôi, nhưng mà người này nó cao, chúng ta là cho là hạ eo 37. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cắt chiếc áo măng tô nữ nhé. Mình hôm nay mình sẽ măng tô nữ thì thường các bạn cắt thân sau trước cũng được, cắt thân trước cũng được, nhưng người ta hay cắt thân sau trước. Hãy eo 37 này, eo 37 đây, từ điểm mà ngang xuống nó hạ eo 37, dài áo 100, xa gấu 2 cm. Thân sau ta chỉ xa 1 cm thôi đấy. Eo 37, eo 37 này, đây. Eo 37, dài 100, xa gấu 1 cm, các kẻ nhé, 37 này. Đây là nhớ nhá, cái chỗ này là thể hiện vải cấp đôi nhá. Các bạn nhé, đường này đường vải cấp đôi này. Đó. Này. Ta có vai thân sau trước là thì các bạn rung vai cho mình 2 cm này. Rung vai cho mình 2 cm nhé. Từ đường ngang này lên rung vai 2 cm này. Đó. Các bạn rung vai cho mình là 2 cm. Dông vai cho mình 2 cm. Bắt đầu từ điểm dông vai là bằng vai 35 bằng 1/10 vai cộng 0.5 là bằng 4 cm. Vai 35 cộng 0.5 bằng 4 cm. 1/10 vai nhé. Xuôi vai này. 1/10 vai cộng 0.5 này. Ngang vai bằng 35. Vai 35 ngang vai bằng 17.5 này. Và một phần công thức bằng 1/2 vai cộng 0.5 cho mình nhé. 35 là 17.5, vai 35 chia 2 bằng 17.5, 17.5 cộng 0.5 bằng 18 cm. Đây 18 cm cho mình. Đấy. Ngang cổ mình sẽ lấy là 8 cm. Ngang cổ 8 cm nhé. Cổ này mình là cổ bé ve, chúng mình là 8 cm. Bắt đầu các bạn hạ lách. Thì áo măng tô ấy là áo hai lớp nên đâm ra các bạn vẫn hạ lách từ điểm ngang này. Ta lấy bằng 1/4 ngực. Đây 1/4 ngực. 1/4 ngực là ngực 84 bằng 21 này. Đây ngực 84 bằng 21 nhá. 84 ngực 84 bằng 21. Bao kiểm tra đây bằng 19. Ok. Thế là rồi, ngực 84 bằng 21 nhé. Đấy, mà công thức rồi, hạ ngực rồi. Hạ ngực bằng 1/4 ngực nhé. Là tính từ điểm là điểm cân đường cân bằng này. Hạ xuống bằng 1/4 ngực. Thì ta có được 1/4 ngực rồi thì bắt đầu ta lấy đường dựng lách của mình. Đây 18 phân này. Đường dựng nách của thân sau là ta vào 1/5 này. Đấy. Từ điểm vai vào 1/5. Kể ra làm đường dựng nách này. Đấy. Làm đường dựng nách rồi thì bắt đầu ta vẽ điểm. Đây ta nối vào. Đấy. Vào 1/5 và đây nó phải không vào xong rồi đã được. Thì công thức là rộng ngang ngực này, rộng ngang ngực ta sẽ bằng là 1/4 ngực cộng 2 là ngực 84 bằng 1/4 ngực là 21 này,
21 cộng 2 bằng sẽ bằng 23. 21 cộng 2 bằng 23. Đấy, 21 cộng 2 bằng 23 nhé. Thì bây giờ áo măng tô thường thường là có cầu vai ở sau. Đấy, có cầu đường cầu vai ở sau. Đấy. Nên lâm là ta phải hạ cổ trước. Đấy, hạ cổ thì cũng như là cổ bình thường thôi. Sau cổ 2 phân là ngoẹo cổ. Đấy, rồi ta bắt đầu ta có đường. Ta có cái thước này, ta vẽ đường cong. Cong cổ. Đấy, đường cong cổ. Bắt đầu từ đây xuống này. Từ đường cong ngoẹo cổ ta xuống khoảng tầm 13 xăng. Đấy, 13 xăng đây, đo đây 13 xăng. Chúng ta cong lên khoảng 1 phân rưỡi, từ điểm 13 xăng cong lên 1 phân rưỡi. Ta vẽ cái cầu vai. Cong lên 1 phân rưỡi. Đấy. Bắt đầu là hạ eo đây, thì bắt đầu từ điểm ngang eo này ta lấy xuống là tầm khoảng 18 xăng đạt điểm dừng mông nhé. Từ đường ngang eo qua hạ xuống khoảng tầm 18 xăng đạt điểm ngang mông. Đấy, thì ngang mông cũng bằng 1/4 mông cộng 2 là mông 88. Mông 88 cộng 2, mông 88 chia cho 2, chia cho 4, 1/4 mông là 22. 22. Đây. Đó. 22 thì mình cộng 1 thôi. Đó. Nhiều bạn cộng 2 cũng được, nếu mà các bạn thích mặc rộng thì các bạn cộng 2. Cộng 2 cho mình. Đó. Cộng 2 cho mình. Đó. Xong bắt đầu các bạn bắt đầu đừng bổ lưng nhé. Lưng này là đừng bổ lưng này, ta lấy một cái bổ lưng 2 xăng này. Gấu ở đỉnh ngang mông tạo 12 xăng này. Đấy. Và ngang gấu tạo 12 xăng. Năm điểm bổ lưng. Điểm bổ lưng này thì ta bổ vào đúng cái điểm mà cầu vai này nhá. Bổ vào điểm cầu vai này này. Đấy. Bổ vào điểm đây cầu vai này. Đấy. Chứ đừng bổ đến hóc cổ đấy nhá. Bổ đến hóc cổ thì ta sẽ cắt một cái đường vai ở đây rất là xấu. Đấy, ta phải bổ vào đúng cái điểm cầu vai này. Đấy. Đấy. Điểm cầu vai thì các bạn nhớ là phải gấp đôi nhá. Các bạn nhớ là phải gấp đôi nhá. Đấy. Các bạn nhớ là phải gấp đôi cho mình nhá. Thì đây thì ta bổ cắt vào đây thì là các bạn phải có đường may. Đấy, cắt vào đây thì các bạn phải có đường may. Có đường may ở đây. Thì từ đây vào đây mình lấy 1 phân cho mình. Đấy, đây cũng 1 phân cho mình. Tính từ đây. Đây cho mình lấy bằng 1 phân mình, vì đây là một đường may mà. Đấy. Thì thực tế nó sẽ nằm ở bên trong này, bên ngoài nó là đường may. Đó. Đó. Bên ngoài nó sẽ là đường may. Đường may đây, đây cầu vai liền đây. Đấy, thì mình sẽ tính từ đây hất vào. Đấy, từ đây sẽ hất vào. Tính từ đây hất vào. Thì các bạn sẽ cộng thêm 1 phân đường may ở đây nữa. Đấy. Các bạn cũng cộng thêm 1 phân đường may ở đây nữa. Đấy. Các bạn đo vào đây, đường ngang này. Đây. Các bạn vào cho mình 1,5 đến 2 phân. Đấy. Thông thường thì mình hay vào 2 phân. Đấy. Thì các bạn có điểm đây rồi. Bắt đầu chỗ đoạn đường sườn này nhé. Thì các bạn xẻ cho mình từ đây xuống đây rồi khoảng 50 phân này. Đấy,
50 phân nhé. Đó. Các bạn xẻ cho mình 50 phân này, chúng đến đây là đến đường ngắm mông là 55 phân. Thì từ điểm là mình hay xẻ đúng cái điểm điểm hạ 18 phân sang mông này. Các bạn vẽ cho mình. Đấy. Nhớ nhá, các bạn vẽ cho mình xẻ đúng cái điểm này. Xẻ đúng điểm này cho mình. Đây, xẻ đúng điểm này cho mình. Nên ta sẽ có 3 xăng. Đấy, ta sẽ xẻ được 3 xăng. Bạn xẻ đúng điểm này cho mình thì từ vào từ thì tính từ đường này hát vào. Đấy. Bắt đầu các bạn nối các điểm nhé. Rộng ngang ngực này, rộng ngang eo và rộng ngang mông trơn đều. Nhưng mà với bạn bạn đo đây là trước đã nhé. Là được 22 này. Đo tính từ cái điểm này này là được 22 này. Thì đây các bạn cũng đo kiểm tra đường ngang gấu 22 này. 22. Nhưng ta sẽ ra 3 phân. Độ mở ra là 3 phân. Đấy, độ xòe của gấu ta xòe ra 3 phân. Các bạn kẻ thẳng vào đường để làm đường sườn. Đó. Theo độ xòe ra 3 phân. Đây. Bắt đầu ta sẽ vẽ rộng ngang ngực, rộng ngang eo nối vào với nhau làm đường sườn áo chuyên đều nhé. Các bạn vẽ như vẽ xuyên đều nhá. Ok. Rồi, ok. Là ta vẽ mà được một đường sườn áo chuyên đều. Ok chưa? Đấy. Thì chỗ này điểm ngang này ta ra một phân rồi. Ngực người ta cũng ra một phân rồi. Vẽ vòng xuống chuyên đều. Thì bắt đầu từ đây. Ta vẽ một cái đường vòng lách. Ta vẽ một đường vòng lách này. Đó, thế là được một cái đường vòng lách ngon lành thành đào. Đấy, nhiều bạn ấy thì bạn thích có một cái ly ở đây. Đấy, có một ly ở đây thì các bạn sẽ cộng 2 phân ly ở đây, xong các bạn vẽ ở đây vòng đây. Nhưng thông thường thì mình không vẽ cái ly ở đằng sau này. Đấy, bởi vì mình đã bổ sống rồi, bổ sống lưng rồi. Thì mình không vẽ ly ở đây nữa. Đấy. Các bạn nhớ nhé, thì đây này, đấy thì các bạn cũng ra đây một phân, bù vào đây một phân cho mình, bù một phân đường may mà, bởi vì thì đây cái vòng này đây một phân vào đây một phân đường may thì các bạn phải bù ra đây một phân đường may cho mình, thì là các bạn đấy, các bạn sẽ vẽ lại vòng lách cho mình. Các bạn sẽ vẽ bù ra đây một phân cho mình. Đấy. Thế là xong. Thế là xong một thật cái thân sau này. Thân sau rồi nhá. Thân sau này các bạn nhớ nhá, đây là đường cầu vai này. Các bạn cầu vai này, nếu như bình thường ý, áo măng tô này ý, thì là nếu như bình thường các bạn bổ súng mông cao lên đây và may thêm một cái cầu vai. May thêm một cái cầu vai bên ngoài để che đi. Đấy. Là may ham một cái cầu vai rời. Bên ngoài may đúng bao hình thế này. Đấy, để phủ ra một bên ngoài. Còn đâu các bạn vẫn bổ sống lưng thẳng từ vẫn bổ sống lưng từ đây xuống. Đấy, cũng có một cái kiểu như thế. Đấy, các bạn bổ thẳng sống lưng từ đây xuống và các bạn cắt vòng đây. Đấy, bổ thẳng sống lưng từ đây xuống. Thì các bạn may sống lưng như bình thường. Đấy, thì là các bạn sẽ chỗ này các bạn là bổ sống lưng từ đây xuống. Đấy. Bổ sống lưng từ đây xuống rồi cắt ra thì một miếng cầu vai đôi và một miếng cầu vai nằm bên ngoài đường gấp đường vải gấp đôi gấp ở bên ngoài may chồng lên đấy chồng lên đấy cũng đấy cũng là một kiểu như mình hay cắt hàng măng tô là mình hay cắt luôn kiểu này. Đây bây giờ mình bắt đầu là mình cắt thân trước trước cắt thân trước trước thân chuyển sang thân trước nhé. Thường thân trước ý, thì đây ra có đường giao quy này, giao quy thì cũng vẫn 2 phân rưỡi như bình thường thôi. Đây,
theo quy 2 phần rưỡi như bình thường, các bạn kẻ 2 phần rưỡi bình thường. Và bắt đầu các bạn cũng vẽ, các bạn cũng vẽ cho mình là hạ eo 37 này. Bạn vẽ cho mình, hoặc các bạn sang cắt xong sang giống được, nhưng mà các bạn vẽ giật là các bạn toàn phải vẽ riêng ra của mình. Hạ eo 37 này, eo 37 dài áo 100 này, dài 100 nữa, xa gấu 2 xăng này. Chân sau ấy thì các bạn xa gấu 1 xăng nhé, thay xin sau quả sau đó một xăng vẽ sau đó một xăng đây mình bắt đầu vẽ sau đó một xăng đấy ba phân xoay ra ba phân thì đây và các bạn vẫn cũng hạ xuống 18 phân làm điểm dựng mông như bình thường, 18 xăng đây, 18 xăng dựng mông này, 18 xăng làm điểm dựng mông như bình thường, các bạn hạ lách ấy, thì các bạn cũng tính như đường ngang bằng là 1/4 ngực, thì 1/4 ngực ngực là 84 bằng 21 này, đây 21 này, 21 lấy điểm hạ ngực, ok chưa, 84 bằng 21 lấy điểm hạ ngực, thì từ đường hạ ngực ta sẽ lấy tính đường xuôi vai, vai 35 bằng 1/10 vai, vai 35 1/10 vai cộng 0.5 là bằng 4, tính đây bằng 4. À đây có điểm xuôi vai 1/10 vai, 1/10 vai cộng 0.5, ok. Ngang vai là ngang vai thì bằng 1/2 vai đấy, 1/2 vai vai 35, 1/2 vai là bằng 17.5 đấy, ok 17.5 đấy, 17.5. ta ngắn cái vai trước này thì nó sẽ ngắn hơn vai sau là 0.5 cm đấy. Cái điểm rộng vai này bằng 1/2 vai. Đấy. Vai sau là cộng 0.5, vai trước là điểm nguyên, 1/2 vai điểm nguyên. Thì là sẽ đấy, bắt đầu ta tính điểm cổ là ta cũng tính 8 phân. Ngang cổ 8 phân như bình thường. Vào cổ 2 phân để lấy điểm bẻ ve. Bắt đầu ta vẽ đường xuôi vai. Vẽ điểm ngang vai. Đấy. Thì bắt đầu là đã kẻ đường bẻ ve. Bẻ ve này thì thường thường là ta để đến hạ ngực rồi. Đó. Mối vào với nhau. Mình theo mình thì mình hay để như thế. Và ta vẽ nhé. Cái ve này thì là ta sẽ, mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ ve ngóc nhé. Đấy. Hướng dẫn các bạn sẽ vẽ ve ngóc. Trước thì mình hướng dẫn các bạn vẽ ve xuôi rồi. Bây giờ thì mình hướng dẫn các bạn vẽ ve ngóc. Đây 8 phân. Từ đây xuống các bạn sẽ xuống 3 phân cho mình. Đó. Và từ đây. Đó. Đây các bạn sẽ vẽ đường song song. 2 song cho mình.
16 phân. Từ đây các bạn lấy xuống là 6 xăng cho mình nhá. Đấy, từ đây các bạn chia đôi ra, đây là các bạn để 8 xăng. 8 xăng thì các bạn chia đôi là 4 xăng. Các bạn nối vào với nhau. Đấy. Là các bạn đã thấy cái này nó ngóc lên chưa? Nếu mà 8 xăng ở đây rồi. Đấy, nếu 9 xăng thì sẽ ra đây. Bản ve từ đây là rộng. Rộng 8 xăng ở bản ve chỗ này, 8 xăng đến đây thì nó sẽ, đây là cái đoạn ngóc của nó lên này. Và tập nối vào đây. Thế là ta có một điểm đường ve ngóc rồi. Đây ta vẽ cái ve trên, vẽ ve trên này. Ve trên này các bạn vẽ bằng cũng được mà thụt vào một tí cũng được. Đó. Đó. Thế là ta có một cái ve ngóc. Đấy, ta lúc nào lúc cắt ấy, thì các bạn sẽ cắt như này. Cắt này, vuông góc từ đây này. Đấy. Đấy. Nếu là các bạn vẽ thì nó sẽ như này. Cắt ra bên ngoài này thôi. Đấy, nhớ nhé, đấy theo cái đường nét đứt của mình. Đấy, thì cái này là mình thì các bạn cắt từ đây đến đây, xong các bạn cắt ngóc nó lên như này. Đấy, xong cái ve rồi, bắt đầu mình ngực của mình là 1/4 ngực này, 1/4 ngực cộng 5 xăng. Đấy thì là ngực 84 là 21, 21 cộng 5 xăng tư được bằng 21 này. Cái này là áo mông tô mà 21 này. Các bạn cộng 5 xăng cho mình. 4 xăng đến 5 xăng ấy. Mà thôi mình cộng 4 xăng. Hơi ôm một tí, cộng 4 xăng. 1/4 ngực cộng 4 xăng. Đấy, con này là 25 này. Đấy. Mông của mình là cũng bằng 1/4 mông. Đấy, 1/4 mông bằng 8, mông 88 bằng 22, 22 cộng 4 xăng. Đấy, bình thường ra người ta hay cộng 3 xăng. Đấy, bình thường ra người ta hay cộng 3 xăng. 1/4 mông cộng 3 cm. Đấy, eo là 68. Thì 68 ấy thì là thân trước ý, thì là thân sau không có ly rồi, rất là mặc eo cũng rất là thoải mái rồi, nên đâm ra ta cũng không cần phải tính nhau nhiều lắm, ta cũng vào 2 xăng như bình thường. Đấy. Thì đây ta bắt đầu ta vẽ ly này. Hạ điểm đây là điểm 23, hạ 23 em điểm đầu ngực này. Đấy. Bắt đầu ta vẽ ly nhá, thì vẽ ly là 84 này, ta lấy khoảng cách là 9 phân để kẻ ly. Đó, 9 phân để vẽ cái ly ngực. Đây mình thấy 9 phân để vẽ cái ly ngực. Đó, thì đây bên bên ta sẽ lấy 1/2, 1/2 là 3 xăng. Bắt đầu ta lối điểm rộng ngang ngực này, rộng ngang eo, rộng ngang mông và rộng ngang gấu. Rộng ngang gấu thì là ta bắt đầu ta đo từ rộng ngang mông này là 25 này, xuống đây 25 này. Đấy, thì thân trước ta cũng ra 3 xăng như thân sau, độ xòe ra là 3 xăng. Ta kiểm tra lại này. Nào, ta kiểm tra lại xem đúng không, độ xòe của thân sau đây ok, ta ghi như 3 xăng rồi. Đây là ta lối vào nhau.
thì là bắt đầu từ eo này tao vào 2 xăng rồi nhá. Tao váy đường sườn áo rộng ngang ngực, rộng ngang eo, rộng ngang mông trơn đều. Các bạn nhớ nhé, là vẽ đường sườn làm sao cho nó trơn đều nhé. Đấy, ok chưa? Rất là ok. Bắt đầu ta vẽ đường mỏng lách này, ngang lách này, đường dựng lách này, 17 này. 17 này. À, số lên 17. Đó, lên 17,5. Đây được 17 này. 1, 2, phần 2, vai, vai 3, 5 là 17,5. Đây. 17,5 nhá. 17,5. Nay vai 17,5. Đó, 17,5. 17,5, 17,5 rồi này. Cho vào 2 xăng cho mình. Ta lại vào tiếp một tí. Đó. Và ta có thước này. Ta lại vẽ vòng lách, thước độ cong là gần đây. Lại vẽ vòng lách đây. Đó. Thì thông thường ý, thì là người ta áo măng tô ý, thì thường thường là người ta sẽ tách mảnh ở đây. Đấy. Tách mảnh ở đây thì là mình tách mảnh đây đi, mình đo và kiểm tra vào đây. Đó, các bạn vẽ cong đây nhé. Thì tách mảnh thì đây ta thấy ta ra khoảng tầm 2 xăng rưỡi để bù đường may, 2 xăng rưỡi để bù đường may, 2 xăng rưỡi để bù đường may. Là bắt đầu ta cũng lại có thước này để mở vẽ này. Hai xăng rưỡi để bù đường may ở đây, cái mảnh đây bù đường may đây. Thì cái đường gấu này đây 9 phân thì ở dưới này ta cũng lấy là 9 phân. Ừ. Nhưng ở dưới này ta lấy 9 phân rưỡi. Lệch ra không, lệch ra 0,5 phân để kẹt xuống. Ừ. Thì ta có một đường cắt tách đây rồi, ta có một đường tách mảnh đây rồi nhá. Ta có một đường cách tách mảnh rồi thì là cắt tách mảnh đây thì là ta sẽ bù 2 phân đường may sang đây. Đó. Một phân bên này, một phân bên này ta sẽ bù 2 phân đường may đây. Eo cũng thế, một phân bên này, một phân này ta sẽ bù 2 phân đường may vào đây. Và mông cũng thế, ta sẽ bù lại 2 phân đường may vào đây. Gấu cũng thế, ta sẽ bù lại 2 phân đường may vào đây. Đó. Bắt đầu ta vẽ lại đường sườn áo trơn đều, ta tính từ đường sườn là đường bù 2 phân đường may này nhá. Các bạn nhớ cho mình là các bạn sẽ tính đường sườn áo là bù 2 phân đường may này nhá. Đấy, bù 2 phân đường may này. Bắt đầu ta xa gấu. Xa gấu thì là ta dao động từ 2 phân đến 2 phân rưỡi. Nhưng đây mình lấy 2 xăng điểm xăng được. Đấy, xa gấu. Cả đây và bản gấu thì là thường thường các bạn để cho mình là 4 xăng làm bản gấu nhé. Đấy, làm bản khúc gấu. Thế là mình đã hướng dẫn các bạn cắt xong thân trước, thân trước nhé, áo măng tô nhé. Đấy. Các bạn nhớ nhé, cũng tách, cắt đứt tách cho mình như này. Đấy, ra lách. Đấy. Thân trước áo măng tô mình cho mình cắt tách cái lách của mình như thế này. Dáng này là ve ngóc lên. Đấy. Đây bẻ ve đây, cái cổ ve là thì các bạn biết rồi. Tay các bạn thì các bạn cắt tay sơ mi như bình thường. Đấy, các bạn cắt tay sơ mi như bình thường hoặc các bạn cắt tay vét. Đấy, các bạn tay vét thì các bạn xem công thức cắt tay vét ở video clip mà mình đã hướng dẫn cắt một cái tay vét riêng. Đấy, còn nếu các bạn xem cắt tay sơ mi thì các bạn xem công thức cắt áo sơ mi cơ bản. Trong video đấy là mình đã hướng dẫn các bạn cắt tay áo rồi. Đấy. Thì mình đã hướng dẫn các bạn công thức cắt một chiếc áo măng tô nhé, măng tô nữ nhé. Công thức cắt một chiếc áo măng tô nữ. Đấy.
với số đo là ngực 84, eo 68, mông 88, dài 100, vai 35. Đấy, thì mình để lại cho bạn, quay lại cho các bạn xem. Đây là thân trước. Đấy, nhớ nhé các bạn bù đường may ra nhé. Đây, đây là thân sau. Các bạn không hiểu điều gì thì các bạn comment ở bên dưới cho mình nhé, thì mình sẽ trả lời các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau.